một chiếc bán tải Forerunner bản XLS được sản xuất vào năm 2017, số tự động, máy dầu và em này là một cầu. Không chỉ sở hữu được nước sơn màu đen rất là đẹp, huyền bí, trang trọng, mà em nó còn sở hữu máy số và động cơ trang bị 2.2 cực kỳ khỏe cho em nhé. Em này thì một cầu, số tự động và máy dầu. Em này Hương đang chào bán với giá là 586 triệu bản 2.2. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, các bác nhìn này, mặt ga lăng với những đường dập lổi trên thân xe, với nước sơn màu đen đẹp, cực kỳ bóng luôn. Bán tải thì bao giờ gầm bệ nó cũng sẽ rất là chắc chắn luôn. Mọi cung đường, mọi lẻo đường nếu như có bán tải đi qua thì nó sẽ chinh phục được hết tất cả những cung đường, những lẻo đường các bác nhé. Với lớp sơn màu đen đẹp, còn gầm bệ thì cao, lốp lắp thì dày dặn, phanh ABS chống bó cứng này. Gương kính thì cụp chỉnh tự động cho em. Bán tải Forerunner 2017 số tự động. Từ gương kính này, các chỉ số gương kính này, số 7 này, số 7 này đều là liền đời theo xe các bác ạ. Một chiếc xe mà em Hương được một bác chủ cũ rất là yêu quý khi mà để lại chiếc xe bán tải đẹp như thế này này, máy dầu này. Trên vô lăng thì có tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, có chuyển bài rồi. Và cũng có cho em đây các bác nhìn này, rất là nhiều công nghệ option luôn. Đắt này, có ga tay nhé. À có thì nhỉ? Em này order chuẩn là 6 vạn 7 này, 6 vạn 7 các bác ạ. Kệ bước chân lên xuống cho một chiếc xe bán tải gầm cao như thế này thì kệ bước chân lên xuống thì rất là hữu ích khi mà nhà mình có trẻ nhỏ này, hoặc có ông bà hơi lớn tuổi này, bố mẹ này. Móc khóa này các bác nhìn này, ốc nhái thì còn zin đẹp luôn. Bao tiết hãng toàn quốc cho khách hàng nhà mình khi mua chiếc xe bán tải Forerunner màu đen đẹp của em Hương này ạ. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, túi khí an toàn, màn hình Android cỡ lớn rồi. Điều hòa đây hai vùng lóng lạnh, sấy sẩy kính lấy gió trong ngoài. Củ số phanh tay thì cực kỳ sắc nét, không rách, không vỡ, không bị mủn nhá. Túi khí an toàn đây, bác chủ cũ còn cắt luôn cả cái khăn tắm mà, khăn tắm để phủ lên để cho nó đỡ bị nóng này, đỡ bị xước này, chứ không phải là che khuyết điểm đâu ạ. Vì làm gì có khuyết điểm mà che đâu ạ. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi, trần lì nguyên zin. Ghế da hai màu, thảm bẹ là thảm rối cực kỳ sạch sẽ nhá. Có kệ bước chân lên xuống, ốp hết mạ chrome cao cấp này. Hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi luôn, rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Nếu như các bác đi gia đình, đi dịch vụ thì dòng xe bán tải bao giờ cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đi gia đình và đi chở hàng các bác nhé, xin lỗi dịch vụ là không phải rồi, chứ đi chở hàng ạ, là có lớp kính ngăn cách ở đây rồi, các bác có thể chở gia đình, những người thân yêu của mình ở khu vực phía trước như thế này. Còn phía sau xe là khu vực các bác có thể kiếm tiền để nuôi trang trải gia đình nhà mình bằng chiếc bán tải này, chở được rất là nhiều đồ công trình, công trường hay những cái bác khung nhôm cửa kính chở đều ok cho em ạ. Và những bác nào mà yêu thích sự khỏe khoắn, mạnh mẽ, cao, mát máy của bán tải Forerunner thì cũng không thể bỏ qua nhé. Sự trải nghiệm của Forerunner nó sẽ khác hoàn toàn với những dòng xe khác, đặc biệt là bán tải gặp gầm chỗ gầm cao, 5 chỗ ngồi gầm cao và có thêm đuôi. Đó là một dòng xe SUV nhé, thêm đuôi đó là thành bán tải rồi đấy này. Gầm bệ thì cực kỳ cao luôn, lốp lắp rất là dày dặn này. Em này thì cũng lên thùng thấp rồi. Phía sau xe có trang bị cho em Hương là 4 mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ này. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản nhé, làm 3 ô và cũng được ốp hết rồi. Đây, gầm bệ rất là cao luôn. Vì một tay là cầm điện thoại, một tay này em lại không thể mở được cái phần khoang cốp lên, nó rất là cao, cao quá các bác ạ. Cao như em Hương rồi mà mở còn khó nhé các bác ấy. Cái này chỉ phù hợp với những cái bác nào thanh niên thôi, thích sự khỏe khoắn thôi. Nên là có thùng thấp rồi, các bác về không phải mất thêm tiền nằm thùng nữa này. Các bác nhìn lốp này, vẫn còn những cái bút chấm sơn của lốp nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, mới thay lốp các bác ạ, mới thay lốp đẹp đấy. Đây, nội thất thì cực kỳ sạch sẽ luôn, móc khóa này, vẫn còn những cái bút chấm sơn QC nguyên bản nhá. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa, keo chỉ, cột kéo nguyên zin, bao tiết hãng toàn quốc tới tay khách hàng nhà mình. Nếu như đâm xô ngập nước không như lời em Hương nói, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho các bác tất cả những thiệt hại, những tổn thất mà các bác phải đi lại vất vả, chi phí vất vả nhá. Xe thì có hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em rồi. Thảm cực kỳ sạch sẽ này, gầm bệ đây, từng con ốc, từng móc khóa này, cột kèo, keo chỉ là zin hết rồi. Rất là đẹp cho một chiếc xe bán tải mà chỉ với trên 500 triệu. Trên 500 triệu nhá, chính xác là 586 triệu đời 2017, số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, mọc thêm đuôi, người ta gọi là bán tải đây ạ. Nước sơn màu đen các bác nhìn này, đen bóng luôn. Ngoại thất đã đẹp rồi, nội thất cũng đã đẹp rồi, máy số thì cực chất và đi bán tải nó là một cái tầm khác các bác nhá, nó là vẫn là một cái tầm khác. Vừa rồi thì em có quay về một chiếc xe, có quay về nội thất này, ngoại thất này. Bây giờ em sẽ quay cho mình cả khoang động cơ, máy móc của xe để các bác có thể nhìn được tất cả bên trong bộ lão trung tâm của chiếc xe nhé.
Một chiếc xe mộc em Hương cũng còn chưa có rửa dọn gì nha các bác nhìn này. Máy số zin 100% luôn, từ mặt ốc mặt máy này. Nó cao và nó dài quá, em không phải kiễng hết cỡ lên mới quay được bên trong khoang máy của xe các bác nhìn này. Từng con ốc không hề bị vặn mở này. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em hai bên máng nước này. Tất cả những cái phần thanh ngang hay là nước làm mát đây các bác nhìn kỹ nhá, em Hương quay rất là chi tiết luôn. Nước làm mát còn hồng rực này, cổ hút này, máy này, gioăng này, tất cả các thứ còn nguyên zin nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Một đôi thụt nhẹ nhàng đây ạ, một đôi thụt nhẹ nhàng. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo, các cái lốt cắt hay thậm chí là cái thảm chống nóng giảm nhiệt vẫn còn nguyên và đầy đủ cho em nhé. Các bác thấy không ạ? Cao quá, nó cao quá, cao hơn so với em Hương đem quay nó hơi bị khó một chút, thì em vẫn quay chi tiết để khách hàng nhà mình có thể xem được chất lượng của xe khi mà em Hương quay video như này ạ. Một đôi thụt nhẹ nhàng các bác này, ấn lên này, ấn xuống này, rất là nhẹ nhàng luôn. Vừa rồi thì em Hương đã quay video chi tiết về chiếc bán tải Ford Ranger bản XLS đời 2017, số tự động đẹp, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ cho em. Điều đặc biệt là cam kết không đâm xô và không ngập nước tới tay khách hàng. 586 triệu em sẽ bao rút hồ sơ, nếu bác nào ở gần em sẽ bao luôn cả vận chuyển. Còn nếu như bác nào đến xem xe em vẫn có thể bớt thêm cho mình. Đừng quên số hotline của em Hương 0354602790, nhắc máy lên để em Hương Lê Hương có thể tư vấn trực tiếp cho mình. Và đừng quên địa chỉ bên em, mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương. Các bác đến với địa chỉ Hải Dương là không thể bỏ qua được. Hải Dương có rất là nhiều ô tô cũ, nhưng điều đặc biệt là em Lê Hương với cái đầu xe lúc nào cũng sẵn, trên 200 đầu xe và trên 100 đầu xe các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.